Đệm lót sinh học giúp xử lý dứt điểm cái mùi hôi của chuồng nuôi cũng như là cái vấn đề về ẩm thấp trong cái môi trường chuồng nuôi của các bạn. Xin chào, tôi là bác sĩ Thu Y Vũ Văn Hùng, chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y. Thì hôm nay có một bác hỏi là công ty của bác sĩ có cái sản phẩm nào mà giúp giải quyết được cái vấn đề hen khẹt cũng như là ẩm thấp trong cái chuồng nuôi. Thì xin giới thiệu với các bạn là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời của công ty cổ phần thuốc thú y TTIZ. Đây là cái sản phẩm men rắc chuồng. Cái sản phẩm này thì giúp cho các bạn có thể xử lý dứt điểm được cái vấn đề về mùi hôi của chuồng nuôi, cái vấn đề về hen khẹt trên gà. Như tối qua tôi đã làm cái video về một số các vấn đề hen khẹt trong của nguyên nhân gây hen khẹt trên gà, thì trong đó có một cái nguyên nhân đó chính là cái môi trường chuồng nuôi nó bị ô nhiễm, nó bị bẩn. Thì các bác hãy sử dụng cái sản phẩm men rắc chuồng như này của công ty chúng tôi. Các bác rắc lên trên mặt chấu, và các bác lưu ý là cái đệm lót sinh học này các bác rắc thì các bác sẽ rắc cho tôi là gì ạ? Một cân này rắc cho từ 250 mét đến 500 mét vuông. Các bác có thể sử dụng một cân này trộn với nị 3 đến 5 cân bột ngô hoặc cám gạo. Sau đó các bác chờ lên men và các bác rắc đều, hoặc các bác có thể sử dụng một cân này các bác trộn với 1-2 cân chấu. Nó trộn đều lên, sau đó các bác dùng chính cái chấu đó và các bác rắc lên những cái lèn chuồng nó bị ẩm, nó bị bẩn. Và các bác lưu ý là khi mà rắc lên ấy, thì cái môi trường, cái lèn chuồng của các bác là nó phải có phân rồi. Tức là cái gì? Tức là con gà của bác đã phải thả được 5, 7, 10 ngày nó đã có phân rồi, thì lúc đó những cái con men này nó mới lấy cái phân ở trong cái lèn chuồng đó, nó sử dụng cái phân đó để nó sinh sôi, nó phát triển. Và nó làm cho cái con gà úm của các bác nó luôn luôn được cái lèn chuồng nó luôn luôn là khô ráo, và nó tránh được rất nhiều các cái bệnh liên quan đến cầu trùng này, đến viêm ruột này, đến hen này. Đấy, và đặc biệt trên gà to cũng vậy, thì các bác rắc cái này lên và các bác cố gắng lấy xẻng, lấy cào cào lên và làm cho cái tơi xốp cái lèn chuồng lên, thì nó sẽ giải quyết được điểm cho các bác cái vấn đề về bệnh hen khẹt trên gà cũng như là một số các cái bệnh liên quan đến cầu trùng, liên quan đến viêm ruột, liên quan đến E. coli, liên quan đến thương hàn. Đặc biệt các cái bệnh về đường ruột là rất là tốt để giúp cho cái đàn gà của các bạn có thể là khỏe mạnh bình thường. Đấy, xin giới thiệu cái chế phẩm sinh học men rắc chuồng này, thì các bác có thể sử dụng cho tôi 1 tháng các bác có thể sử dụng từ 1 đến 2 lần. Đấy, và nó chứa đầy đủ các cái vi khuẩn sống, các cái men phân hủy, cái chất hữu cơ có trong phân, có trong cái lèn chấu của các bạn, thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề về khí độc, vấn đề về phân nó nhiều thì nó sẽ gây ra cái vấn đề hen khẹt cho cái đàn gà của các bạn. Hoặc nếu như mà anh chị mà đang chăn nuôi gà mà những cái ngày mà thời tiết nó ẩm thấp như này, thì các bạn có thể liên hệ ngay bác sĩ Hùng theo cái số điện thoại là 0979407374. Thì tôi cùng với các cái trợ lý của tôi sẽ hướng dẫn, sẽ giúp các bạn sở hữu những cái sản phẩm rất là tuyệt vời như này để các bạn giải quyết dứt điểm cái kiểu khí hậu chuồng nuôi. Xin trân trọng cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại trong các cái video clip tiếp theo của bác sĩ Hùng. Cảm ơn các bạn.